Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý khán giả thân yêu. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị là một mẫu xe phân khúc hạng C, số sàn đời 2008, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, xe không taxi dịch vụ, keo chỉ máy số gì, không đâm đụng va chạm gì, không ngập nước các bác nhé. Cam kết bằng bảo hành, bằng văn bản và uy tín của trách nhiệm tạo thành công, đấy là uy tín của Khả năng ô tô luôn luôn đưa ra để phục vụ cho bà con các anh chị quan tâm alo trực tiếp của Khả năng qua số điện thoại 0326062789. Khả năng nhìn nhà rất là nhiều xe, không phải mẫu nào thì em cũng trực tiếp bán các bác nhé. Nên là anh em nào mà muốn mua xe đẹp, muốn mua những cái mẫu xe mà nó đúng với cái hiện trạng xe tả chuẩn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả năng. Anh em mà cộng tác viên đôi khi người ta cũng bán được hàng nên người ta cũng báo là không được chuẩn, nhưng mà nhiều anh em đến kêu, nhưng mà em đã báo thì chắc chắn là các bác đến là sẽ mua được xe vì em báo rất là chuẩn nhé. Không lỗi là không lỗi, không đâm đụng va chạm là không đâm đụng va chạm. Anh em nào quan tâm alo trực tiếp vào Khả năng ô tô tất cả những mẫu xe bên em đó. Nếu mà cửa tiền 275 triệu đồng, anh em có thể lựa chọn lấy chiếc Altis 208 phân khúc hạng C này, không anh em lấy phân khúc B, cái con xe đằng sau kia, con Vios đời 2014 bản G, em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 282 triệu đồng. Đấy, xe đẹp luôn, máy số zin hết từ mặt dàn cò luôn. Đấy thì nhiều sự lựa chọn, anh em có thể lựa chọn mẫu này đời thấp một chút nhưng mà phân khúc C Altis. Còn nếu anh em lấy Vios bản thiếu thì anh em lấy con Vios 2014 kia. Không, cái cửa tiền này thì anh em có thể mua được rất nhiều xe như i10 đằng xa xa kia, i10 đằng xa xa kia kìa, i10 sedan hai đầu đời 2015 giá có 258 triệu thôi. Đấy, hay Vios E này thì nhà em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 400 hơn 401. Đấy, anh em nào quan tâm alo trực tiếp Khả năng qua số điện thoại 0326062789 ấy. Thì đối với dòng Altis này thì sở hữu động cơ 1.8 mạnh mẽ và khỏe khoắn. Mẫu Altis số sàn hạng C này đi rất là đầm chắc và tiết kiệm nhiên liệu. Trông thế thôi 1.8 nhưng nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 km, rất là phù hợp cho các chú các bác mà muốn lấy một cái form mới một chút. Cái form này form mới rồi, nếu vào đời 2007 thì nó là form cũ. Đấy, đầu 2008, cuối 2007 thì nó lên form mới thì nó đẹp như này ấy. Form mới nó đẹp, nhìn rất là đẹp, dấu đời luôn. Con xe này nó đẹp như con Vios đời 2013-14 luôn. Và thì chất lượng của nó thì chắc chắn là dòng 1.8 này thì ít người sử dụng làm xe ra dịch vụ lắm, đúng không ạ? Đấy, thì xăng nó tốn hơn một chút mà, nhưng nó đẹp, phải nói là từ nội thất đến ngoại thất nó đều đẹp luôn, cứng cáp và bền bỉ. Dòng này đi các bác bao bền bao lành cho bà con gấp đôi lần Vios luôn. Vios đã bền lắm rồi, con này nó còn bền hơn cơ. Đấy. Chiếc này được trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS, na răng đúc, tất cả đều nguyên bản theo xe. Phân khúc hạng C nên là gầm bệ nó chắc chắn hơn, nó đẹp hơn so với dòng Vios. Chắc chắn là những cái dòng xe Hyundai thì không thể ăn được nó rồi. Đấy, và đời 2008 mà giá nó vẫn còn giữ giá với mức giá là 275 triệu đồng. Nhà em còn bớt, còn bao rút hồ sơ, còn độc lá cho bà con các anh chị nữa các bác ạ. Không ai bán cả đâu, anh em cứ đến cân đối giá này gặp Khả năng ô tô, giá nào thiện chí là em bán, tất nhiên là phải có lãi thì em mới bán được, chứ không phải anh em đến thích giả giá nào thì giả, không có. Và em mua được thì em sẽ cân đối giá hợp lý cho bà con, chứ không ai bán cả. Với lại là đầu tư này phải có lời chứ, không có lời thì ai nghe, đúng không ạ? Không có lời không một ai nghe cả. Các bác cứ phải làm bất cứ vấn đề gì đấy thôi, anh em đi làm mong lấy công, mà anh em đi làm thuê thôi cũng muốn lấy công cao một chút, đúng không? Đấy thì em cũng vậy thôi, buôn bán làm ăn phải có lời. Của em là tính toán hợp lý là giá đầu tư, xong rồi có lời một chút là bán. Các bác cứ đưa tiền là em bán, chứ không phải em cứ cố gắng giữ làm gì đâu. Nếu được giá em bán ngay, không để các bác đi về. Đấy nên là Khả năng ô tô là uy tín, trách nhiệm, tạo thành công. Em đã báo chuẩn là chuẩn nhé. Chiếc xe này em cam kết luôn cho bà con tại video này. Anh em nào xem được thì nếu có sai lầm hay là nếu có mà nó không đúng như mô tả, anh em cứ bắt đền Khả năng ô tô trực tiếp nhé. Chiếc này em đang chào bán tại cửa hàng 275 triệu. Còn giảm còn bớt cho bà con các anh chị đã quan tâm alo cho Khả năng. Anh em nào muốn quan tâm hình ảnh của nó thì em sẽ gửi qua Zalo số điện thoại 0326062789 nhé. Một chiếc xe mà đẹp từ trong ra ngoài. Đấy. Phù hợp cho tất cả mọi người, anh em là trà trẻ, trai gái rồi. Trẻ tuổi trung niên hay các bác các chú lớn tuổi cũng vẫn đi được hết vì nó form rất là đẹp và dấu đời nhé. Đôi đèn pha nguyên zin theo xe, anh em nhìn thấy chưa? Đó, bên ngoài thì nó form dáng nó đẹp như này đấy các bác. Về anh em chỉ việc đổ xăng thôi, mà xăng thì nó có hơn 8 lít nó hỗn hợp, còn nếu mà đường trường thì tầm 7 lít thôi, tiết kiệm mà. Độ bền cao, phù hợp với tất cả gia đình. Đây các bác nhìn thấy nội thất này, không khác gì xe mới luôn. Đời 2008 mà ngỡ như nội thất 2018, nếu nhiều chiếc Vios 2018 chưa chắc ăn được các bác nhé. Ngay cả nội thất của con 2018 thì chưa chắc ăn được con này luôn. 2019 kìa, đấy, nó mới rất là mới đây. Nhìn này. Đấy. Tất nhiên là của bền tại người thôi, không phải chiếc nào nó cũng vậy. Có những chiếc mà các bác đi rất là phá và không giữ xe. Nhưng đây là một chủ xe rất là yêu xe và giữ xe, các bác nhìn này, không một vết xước luôn. Hơi bẩn một tí sơn nem nhem ở đây thôi, còn lại không một vết xước nhé các bác nhé. Không một vết xước luôn. Đây. Anh em nhìn từ cái vô lăng đến củ số của nó, các bác nhìn này. Nhìn này, vô lăng này, siêu mới. Siêu mới nhá, siêu mới chứ không phải mới đâu. Đây, củ số này. Đấy, trần nỉ nguyên bản, ghế da nguyên bản theo xe từ đầu luôn. Tiền nào của đấy nó xuống tiền phát nó khác ngay anh em. Nhìn tiền nó khác hoàn toàn luôn.
chất lượng của nó khác biệt hoàn toàn từ bên ngoài rồi nhìn vào này anh em này. Đấy. Còn nói nước sơn thì em khẳng định với các bác luôn là không bao giờ còn nước sơn zin 100% đâu. Sơn này thì đã sơn lại rồi chứ làm gì có chuyện chưa sơn lại đâu. Nhưng nó rất là đẹp luôn, và keo chỉ nó zin thì nó không đâm đụng thì người ta không phải bả nhiều, không phải mang tít dày thì nó vẫn còn đẹp và cứng nhé. Anh em nhìn này, xe chủ xe còn dán cả ni lông chống xước các bác nhỉ, chống xước đá cửa này các bác nhìn thấy không? Mới nét luôn. Ni lông chống xước này, đấy. Từ cái tay cửa đến cái vân sân cánh cửa này còn nguyên hết, không hề mất phần nào luôn. Nội thất như mới luôn nhá các bác nhá, như mới luôn. Cốp rất là rộng. Dòng này thì nó thật với bà con các bác anh chị là gầm bệ nó chắc đẹp hơn. Nó sẽ là phân khúc cao cấp hơn so với dàn bản Vios. Thì nó không taxi dịch vụ nữa nên là nó rất là cứng và đẹp. Đây, anh em nhìn này. À, thảm nót này, dù cái thảm này nhìn này, mới đét này. Bên trên nót miếng da, phải nói là chủ xe rất là giữ xe luôn các bác nhìn thấy không? Mới không? Như mới luôn. Đấy, nhìn con xe nó ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đây. Nội thất bên trong này. Ui giời, sơn zin nòng trong này. Sợ, đẹp mới này. Đây này anh em nhìn thấy chưa? Đấy chưa, em đã nói là mà con này chủ xe rất là giữ xe nhá. Còn đặt cả một miếng nót ở đây để cho nó đỡ xước sơn này ở dưới này, thấy chưa? Kinh khủng luôn, kỹ tính. Đấy, này. Cái này không có vết xước luôn nhé, không có vết xước, không để đồ gì vào đây cả. Ốc đằng sau này. Đây. Cốp đằng sau nguyên zin hết, không hề mất có phần nào cả. Rất đẹp và không hề có đâm đụng va chạm gì. Đấy, cốp đóng rất là chắc lịch luôn. Corolla Antis này, Toyota Corolla Antis đời 2008 nhé. Phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Keo chỉ zin 100% luôn các bác nhìn này. Không mất phần nào luôn. Rất là cứng đẹp với cơ tiền 275 triệu đồng, còn bớt còn độc ná, còn bao rút hồ sơ. Đấy, giá nào cũng bán, thiện chí bán, nhưng có lãi là bán nhé, không phải là em bán rẻ hết cỡ được. Phải có lời chứ, có lời chứ. Rẻ hết cỡ thôi chứ còn không thể bán nỗ được hay bán không lời được. Đầu tư mà. Đầu tư phải có lời các bác nhá. Đây này, anh em nhìn này. Đây nhá, quay kỹ cho bà con các anh chị, các bác là lớn tuổi xem xe không cần đến này. Khả năng ô tô cho nhân viên đánh tận cửa các bác luôn, tận cửa nhà nhá. Và nếu sai như không đúng như mô tả thì khả năng ô tô xin chịu trách nhiệm hoàn toàn và không lấy các bác một đồng tiền công nào. Còn nếu anh em đến xem xe không ưng một vì bất kỳ lý do nào đó thì bọn em sẽ xin cái tiền vận chuyển nhá. Còn đâu là em chẳng lấy của các bác làm gì, giàu nghèo gì vài triệu đâu. Đi vận chuyển nhiều anh em ở nhà rất là xa, đến nơi mà chồng thích là vợ không cho mua, thế bắt đầu là cãi nhau, hai vợ chồng cãi nhau đi về rất là mất việc. Đấy, các bác làm thống nhất được thì anh em phải thống nhất cả vợ cả chồng nhé. Đấy, mua bán xe này em phải thế. Năm lúc đi mua xe các bác đến tận nhà các bác mua rồi, viết giấy xong rồi vợ về không cho bán. Thế có điên không? Nhiều lúc như thế rất là buồn nhé. Xe đi 16 vạn chuẩn các bác ơi, 16 vạn chuẩn nhé. Bây giờ là 14 năm đi 16 vạn chuẩn. Chính xác 100% nữa nhé. Không mất một cái công tơ mét nào, không mất một tí nào nhé. Đấy, tiếng máy đề nó chắc lịch. Cái dòng Antis này các bác đi bao giờ cho hỏng được các bác ơi. Đi bao giờ cho hỏng được nhé. Anh em nhìn này, vân sần này, này 16 vạn xịn mà nó mới kinh khủng luôn. Cảm giác con này nó chỉ đi được 6 vạn thôi mà các bác đã đi 16 vạn rồi, nhưng mà 6 vạn thôi. Giữ xe như thế mới gọi kinh khủng nhé. Đây, phủ số đây, nguyên bản theo xe. Tay cầm này, đấy. Điều hòa chết rét nhé các bác nhé, điều hòa chết rét luôn. Cảm biến nuôi vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường nhé. Đấy, là chúng ta cùng cảm phá cái phần khoang máy động cơ. Cái dòng này thì có gương điện cụp xòe theo xe luôn các bác nhé, cụp xòe theo gương theo xe luôn. Xi nhan gương tích hợp đầy đủ rồi, phân khúc C các bác. Đấy, âm thanh nó chất lượng lắm các bác nhé. Này. Đấy, âm thanh rất là chất lượng luôn, em không muốn cho nhạc nó vào trong cái video của mình vì sợ nó dính bản quyền. Nên là các bác thông cảm, anh em đến test trực tiếp. Xe này thì anh em về, em nghĩ là chỉ việc đổ xăng thôi. Mà xăng ở nó thì tiết kiệm tuyệt đối luôn. Nó giá thì xăng nó chỉ tầm khoảng 7 lít đến 8 lít trên 100 km hỗn hợp. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái phần ốc cabo cũng như là cái phần keo chỉ cabo là nguyên rin này. Các bác nhìn thấy chưa? Ốc lỗ rất là tròn xoe và đều này, không hề có bị méo mó gì cả. Rất là đẹp rồi. Đấy, hai bên tai đèn còn nguyên nhé các bác nhé. Hai bên tai đèn này, đầu rằng sắt chi mọi thứ là còn nguyên tròn xoe này, không hề có đâm đụng va chạm gì. Đấy, hai bên anh em nhìn thấy chưa, rất là ngon luôn. Đặc biệt là chiếc xe này máy móc vẫn còn rin nhé các bác nhé. Máy thì đã làm gioăng thôi chứ còn vẫn còn zin nhé, làm gioăng chảy dầu rồi. Và đầu máy lổ rất là êm mà không hề có rung giật gì cả, lổ êm ru luôn, sạch sẽ đẹp đẽ. Đây, máy đã làm vệ sinh thông tắc két nước các bậc các bác nhé, thông tắc két nước này, tất cả các ống ác này đã làm vệ sinh thông tắc két nước đầy đủ hết rồi. Nhiều anh em cứ thích còn zin nguyên không tốt đâu, cái này anh em phải thông tắc két nước đi. Đấy, làm mát rồi thay van hàng nhiệt, sửa van hàng nhiệt. Đôi khi cái nước làm mát của mình nó sẽ đóng cặn, nó nóng nhiều nó sẽ đóng cặn các bác nhé. Anh em đi nhớ chú ý kiểm tra nước làm mát, thay nước dầu máy cùng với vệ sinh thông tắc két nước. Nếu mà tốt nhất là đi theo thời gian lâu dài anh em sẽ thay két nước cũng rất là ok. Nhiều bác cứ thấy thay két nước và bảo là đâm đụng hay thật mới thay. Thực ra nhé, anh em cứ thay thoải mái, tất cả những đồ trên xe đều có thể thay được, trừ cái số khung số máy của nó thôi. Máy theo xe mà.
Đấy thì chiếc này thì khả năng ô tô sẽ bán cho bà con bác anh chị với mức giá 275 triệu chưa đến nhá các nhá. Còn bớt còn báo rút hồ sơ. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các bác anh chị đã quan tâm dõi ủng hộ khả năng ô tô. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.